Cái này khéo là chưa là tự cắt à? Nó ngắn như này. Nó là cái máy bằng đấy, nhưng mà không thể để được máy bằng, nó cứ bị rẽ. Tại vì sao? Vì là chị để cái ngôi này nó tẽ ra lâu bây rồi. Bây giờ nó thành nếp rồi. Hiện tại thì nó thành nếp rồi nên bây giờ kể cả chị có hất xuống thì nó chỉ được một thời gian thôi. Nhuộm màu gì đây? Nhuộm màu nâu tây. Nâu sáng. Tây sáng. Một là tầm tông như này, hoặc nếu có thể sáng hơn thì sáng hơn. Theo em thấy thì đối với cái chất tóc của chị ấy, thì lên cái tông như này thì nó đã hết cỡ rồi. Để mà mình mà muốn nó sáng hơn nữa thì mình sẽ phải nâng nền, nhưng mà để mà nâu tây sáng thì thôi, tông tầm như này thôi. Và mình nhuộm những cái ánh sắc nó sẽ đẹp hơn. Về mái thì tí nữa sẽ cắt tỉa lại, form tóc cũng thế. Thì bây giờ em làm luôn nhé. Ở đâu khó đó có chẳng điều có, muốn lên thành phố nên phải cố sao cho.